thì các bạn sẽ mở một cái bản đồ đi, mình sẽ gửi cho các bạn một cái bản đồ để các bạn xem cho nó rõ hơn về vận hạn cuộc đời các bạn, xem đúng 23 chỉ số vận hạn cuộc đời các bạn, trong cái đó nó nói cái gì, nó nói về cuộc đời các bạn là những năm cá nhân bạn sẽ diễn ra như thế nào nè, tới một cái thời điểm đó năm đó bạn sẽ gặp cái gì trong cuộc sống này, và ở trên cái cuộc sống này giao cho bạn những cái nhiệm vụ gì mà bạn chưa hoàn thành thì bạn sẽ chuẩn bị đi. Giống như là mình là bây giờ mình giao nhiệm vụ mình đi đến một cái ngôi làng đó đi, mà ngôi làng nó phải đi qua một con sông, thì bây giờ làm sao để các bạn đi qua được con sông đó? Nếu như các bạn không biết được là đi tới ngôi làng đó sẽ có một con sông thì các bạn sẽ mang trang bị cho mình những cái gì? À, mình sẽ trang bị cho mình bản thân mình để mình có thể là mình chủ động hơn khi mình bước qua con sông đó, là mình có đem theo áo phao, mình có đem theo vật dụng cho mình để mình có thể mình qua bên đó, hoặc là mình đi qua một cái miếng bè hay hoặc là miếng cái gì đó mình chuẩn bị sẵn. Còn nếu như bạn mà không biết thì bạn nói đi tới một cái con sông đó thì bạn không biết bơi thì sao bạn qua được, thì sao bạn hoàn thành cái sứ mệnh trong cuộc sống này người ta giao cho bạn được? Mỗi một người xuống đây thì phải có một cái nhiệm vụ, ai cũng vậy hết á, nhưng mà có người nhận ra còn có người chưa nhận ra. Thì những người mà mình biết mình đã nhận ra rồi thì tại sao mình không đi 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 làm theo những cái công việc mà mình đã biết trước rồi, mình chuẩn bị mình hơn người ta ở một góc độ là mình đã biết trước rồi mà mình không thực hiện, đó là do mình. Còn người ta không biết thì cái đó là không phải lỗi do người ta không tìm hiểu như mình, đó là mình biết trước rồi mà mình không có thực hiện theo, mình không làm theo thì lỗi do mình chứ, cuộc sống của mình thì mình tự quyết định cho mình chứ, đúng không các bạn? Chị Phương nói vậy đúng không các bạn? Năm cá nhân của bạn hôm nay là năm số 7 luôn nè, năm số 7 mà bạn Lan ơi, năm số 7 mà bạn có một con số đường đời số 7 nữa nè bạn Lan, thì cái số này nó sẽ cùng với sóng rung của số 7 này nó sẽ hỗ trợ qua lại, nên năm nay là phải là năm mà bạn phải vất vả, phải là gặp nhiều khó khăn trong vấn đề cuộc sống, giống như là mình phải trải qua những cái sự nó không có vui lắm, rồi nó đến với mình một cách giống như là mình ví dụ như có người thì nó đến từng cách khác nhau, bạn thì có thể là đến từng 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 giai đoạn, giống như là nó làm cho bạn phải mất mát hy sinh một vấn đề gì đó về vật chất, về tiền tài, hoặc là về em á, tại vì năm nay là năm mà em nằm ở cái vùng trũng mà giai đoạn thứ hai trong cái giai đoạn chính chu kỳ của em nè, nên là năm nay á là cái giai đoạn này nè, nên là năm nay em rất là gọi là không có cần, nên năm nay để coi cái số 7 này của em là tháng 8 bắt đầu là mới vừa rồi là đầu năm nay là em đã bắt đầu em có nhúc nhích rồi đó, em có nhúc nhích là em đang ở ẩn sau đó cuối năm sau thì em sẽ phát triển, em sẽ lấy những cái gì mà mình đã học được, mình đi ra ngoài mình phát triển, mình thay đổi. Năm đó là năm của sự độc lập và chiến hảo đó, năm sau là em tốt, có tới năm tới nữa là em cũng tốt luôn đó bạn Lan. Nếu mà tụi em có muốn nói sâu về các năm sau thì các em liên hệ sau lại cho chị sẽ hướng dẫn cho, nhưng mà năm nay bắt đầu là em đã ẩn là đúng rồi các bạn Lan ơi, bạn không có nên đi đi ra ngoài nha bạn.